Chuyện ngạ quỷ Revati. Chuyện này giống chuyện số 2 phẩm 5 của chuyện Thiên Cung, chuyện cây mía. Trong khi Đức Thế Tôn đang trú tại Veluvada, một người đang chở mía cầm một khúc mía vừa đi vừa ăn. Các dân kệ này kể lại câu chuyện trên. Một hôm, Tôn giả Mahamoggallana đang đi khất thực vào dương xá, gặp một ngạ quỷ hưa trình như sau. Một rừng mía lớn hiện bên mình, bát ngát mùa phong phú tốt lành, song nó không cho tôi chút ít. Kính thưa Tôn giả đại uy danh, nghiệp gì gây quả này như vậy? Tôn giả cho tôi biết sự tình. Tôi đang thống khổ bị hành thân, tôi cố gắng tìm chút để ăn, tôi phấn đấu hoài bên khóm mía, sắp tàn hơi thở, chết kề gần. Tôi than khóc tấm thân đầy đọa, do nghiệp gì đem quả ý chăng? Thất bại, tôi nhào xuống đất ngay, lăn tròn trong lửa đốt thiêu này. Như con cá nọ, tôi than khóc, như nước mắt giỏ ra cả mặt mày. Tôn giả, xin Ngài cho biết rõ, nghiệp gì đem kết quả như vậy? Tôi đói khát và kiệt sức tàn, kinh hoàng, tôi chẳng biết bi quan. Chúc Ngài hưởng phước, tôi xin hỏi, làm thế nào tôi được mía ăn? Tôn giả Moggallana, khi làm người ở một thời xưa, ngươi đã tạo nên một nghiệp tà. Ta nói cho ngươi nghe việc ấy, khi nghe, ngươi biết chuyện vừa qua. Ngươi bước trên đường lấy mía ăn, một tỳ kheo đến từ sau lưng, bảo ngươi rằng muốn xin đôi chút, ngươi chẳng đáp lời, chẳng hé răng. Cho dẫu ngươi không muốn nói đanh, người kia vẫn nói giọng xin gian: cho tôi khúc mía thưa ông chủ. Sau đó ngươi cho một ít phần từ phía sau lưng và kết quả nghiệp kia ngươi đã lãnh vào thân. Nhìn đây, cầm mía ở sau mình, hãy lấy mía ăn thật thỏa tình. Do chính việc này ngươi sẽ được hân hoan thích thú, hưởng ân lành. Nó đi cầm mía từ sau mình, khi đã cầm ăn thật thỏa tình, do chính cách này nên nó được hân hoan thích thú, hưởng an lành. Ngạ quỷ ấy bèn cầm một bó mía cúng dường vị trưởng lão, và vị này đem dâng Đức Phật ở Trúc Lâm. Đức Thế Tôn cùng hội chúng tỳ kheo dùng mía ấy rồi nói lời tùy hỷ công đức. Từ đó về sau, ngạ quỷ ấy có thể ăn mía thỏa thích. Theo thời gian, ngạ quỷ được tái sanh giữa hội chúng cõi trời 33. Chuyện cá dương tử. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jetavana, tương truyền đại dương nước Kosala, trị vì tại Savatthi, có hai dương tử khả ái đang độ hoa niên. Trong nỗi đam mê dục vọng của tuổi trẻ không kiềm chế được, hai vị đã phạm tội tà dâm, nên sau khi tự trần, hai vị tái sanh làm ngạ quỷ, bị đè bẹp trong một ống cống. Suốt đêm, ngạ quỷ thường than khóc với những tiếng kêu la khủng khiếp. Dân chúng nghe vậy rất kinh hãi. Do sự việc này, dân chúng cúng dường đại lễ lên giáo hội do Đức Phật cầm đầu và bảo giao: điềm xấu này phải chấm dứt. Sau đó, họ trình lên Đức Thế Tôn những việc đang xảy ra. Ngài bảo: này chư đệ tử, chư vị không thể chấm dứt tiếng kêu la này được đâu. Rồi Ngài nói rõ nguyên nhân sự việc này cho hội chúng qua các dần kệ sau. Có một kinh thành tên Xá Vệ ở trên sườn núi tuyết cao sơn. Tôi nghe vậy, có đôi dương tử là các con trai bậc đế dương, phóng vật buông lung các dục tham, tìm nguồn lạc thú ở trần gian. Chúng không suy xét tương lai chúng, tận hưởng thú vui hiện tại tràng. Khi chúng bỏ thân xác thế nhân, đi sang thế giới khác người trần, dù không ai thấy, thường kêu khóc về ác nghiệp xưa chúng đã làm. Quả thật nhiều người đáng cúng dường với nhiều lễ vật chúng than gian: xưa ta chẳng tạo nền công đức đem đến cho mình chỗ trú an,
ác nghiệp nào đời trước tạo ra, do vậy từ giả chúng hoàng gia tái sanh vào cõi loài ma đói, chịu đói khát dày xéo chúng ta. Những kẻ làm vua cõi thế nhân sẽ không làm chúa tể âm cung, sang hèn hai loại đều quanh quẩn, bị đói khát hành hạ khổ thân, biết rằng đau khổ có nguồn căn, vua chúa buông lung phóng vật tâm, nam tử bỏ dư quyền ngã mạng, do vậy thành một vị thiên nhân. Sau khi xả báo thân phàm tục, bậc trí tái sanh cõi sáng mừng. Như vậy, bậc đạo sư kể lại số phận của các ngạ quỷ xong, liền hồi hướng về chúng công đức do đám người này cúng dường lễ vật và thuyết pháp theo ý ngài. Chuyện vị dương tử. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Setavana. Thuở xưa có một nam tử của vua mệnh danh là Kitava làm tổn thương một vị độc giác Phật, chàng phải đọa vào địa ngục nhiều ngàn năm. Vì chính vì lỗi lầm kia, chàng bị tái sanh vào loài ngạ quỷ. Chuyện của chàng đã được kể đầy đủ chi tiết trong Sự tích các ngạ quỷ ở Sanuvasi số 27 phẩm 3. Bây giờ, trong khi kể cho một vị trưởng lão nghe số phận đáng quyến thuộc quá giảng của ngạ quỷ kia, bậc đạo sư bảo: quả thật không phải chỉ quyến thuộc của ông mà cả ông nữa. Lúc trở thành ngạ quỷ trong đời trước, sau khi từ giả thế giới này, cũng đã chịu nỗi thống khổ khốc liệt. Rồi do lời thỉnh cầu của vị trưởng lão, ngài kể chuyện này. Quả do các nghiệp tạo ngày xưa có thể làm dao động trí ta, liên hệ sắc, thanh, hương, vị, xúc, những gì đem lạc thú say xưa, ông hoàng đã hưởng thú ca sang, đàn địch ái ân thật ngập tràn. Sau lúc nhàn du quanh thượng uyển, chàng đi vào cổ lụy đa sơn, chúng kia chàng thấy Suneta thanh tịnh điều thân một Phật gia, thiểu dục kim cung và biết đủ, giới bình khất thực kiếm từng nhà. Hoàng Nam bước xuống tự lưng voi và đến hiền nhân ấy thốt lời: tôn giả xin chào. Rồi lập tức chàng cầm bình bát ném lên trời, ném dở chiếc bình xuống đất kia, vừa cười vừa nói lúc đi xa: ta là dương tử Kita chúa, đạo sĩ có làm ích lợi ta, quả báo cho hành động bất nhân thật là khắc nghiệt khổ muôn phần. Tương truyền dương tử về sau đó phải đọa vào trong ngục tối tăm hơn 50 vạn năm đầy thân, trong ngục tối đau khổ tận cùng vì tội lỗi mà chàng đã tạo, bị nhiều hình phạt đến xoay dần. Chàng cứ nằm đưa mặt xuống sàn, xoay quanh phải trái biết bao lần, đôi chân chổng ngược lên cao mãi, rồi đứng thẳng người ngốc khổ thân. Qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, bị hành địa ngục khổ vô ngần, chính vì tội lỗi chàng gây tạo, quả khắc nghiệt kia phải lãnh phần. Bởi những người đưa tay phá hại, bậc hiền trí giải thoát mê lầm. Sau khi đã trải biết bao năm trong ngục khổ đau thật hại hùng, chàng phải mạng chung vì đói khát, trở thành một ngạ quỷ mình trần. Như vậy, khi thấy cảnh đau thương, do vị vua buông thả kỷ cương, ta chẳng làm vua buông thả nữa, mà nên hướng đến tính khiêm nhường. Ngay cả trong đời sống hiện thời, người tôn trọng Phật đáng khen hoài, có đầy trí tuệ khi thân hoài, được tái sanh vào cõi sáng tươi. Chuyện những ngạ quỷ ăn phân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana. Tương truyền, trong một thị trấn nọ không xa Sabathi, có một gia chủ ra lệnh xây một tịnh xá cúng dường vị tỷ kheo vốn là bạn thân của mình. Về sau, nhiều tỷ kheo từ khắp nơi đến cư trú tại đó. Khi thấy chư tăng, dân chúng liền cung cấp đủ mọi thứ cần dùng. Bây giờ, vị tỷ kheo thân tín của chủ nhà không chịu được cảnh này và lòng đầy ganh tị, như các dân kệ kể lại:
Về sau, tôn giả Mahamoggallana thấy vị ấy và hỏi: Ngươi chính là ai, khốn khổ thân, đứng kia vừa đến từ hầm phân, nói cho ta biết hành vi ác ngươi đã làm trong quá khứ chăng? Ngạ quỷ: Tôn giả, tôi là ngạ quỷ nhân, thần dân khốn khổ và ma quân, vì tôi đã phạm hành vi ác. Từ cõi đời tôi đến cõi âm. Trưởng lão: Thời xưa đã phạm ác hành gì? Do khẩu, ý, thân đã thực thi, vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo, giờ ngươi phải chịu cảnh sầu bi. Ngạ quỷ: Nhà tôi thường trú một tỳ kheo, tật đố và ganh tị đủ điều. Ở tại nhà tôi ham dục lạc, vị này bị bán sang tham nhiều. Tôi đã nghe lời của ác nhân và tôi khiển trách các sa môn. Bởi vì tôi phạm hành vi ấy, từ cõi đời tôi đến cõi âm. Trưởng lão: Bạn thiết của ngươi chính kẻ thù, giả danh bạn đế, hỡi người ngu, đến khi thân hoại đi nơi khác, số phận nào cho kẻ giả tu? Ngạ quỷ: Nay tôi đang đứng ở trên đầu của phạm nhân này từ bấy lâu, nó đã đọa vào biển ngạ quỷ, chỉ mình tôi nó phải theo hầu. Vật nào người khác trút cho dơi liền trở thành đồ ăn của tôi, và nó đến phiên mình kiếm sống những gì tôi tống khứ ra ngoài. Tôn giả Mahamoggallana tường thuật sự việc này lên Đức Thế Tôn. Ngài liền giải thích ý nghĩa của nó và nêu rõ mối nguy hiểm của sự chỉ trích người khác. Chuyện thứ hai: Về các ngạ quỷ ăn phân. Trong lúc đang trú tại Setavana, bậc đạo sư kể chuyện này giống như chuyện trên. Ở đây có một nữ cư sĩ xây tịnh xá và bị tái sanh làm nữ ngạ quỷ. Các dần kệ đều giống nhau. Chuyện bầy ngạ quỷ. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana. Tương truyền tại Savatthi, có một đám người không mộ đạo, không có lòng tin và có tật sang tham keo kiệt. Họ thường thờ ơ đối với những ý tưởng họ đã chấp nhận cùng nhiều vấn đề khác trong cuộc đời. Sau khi đã sống một thời gian dài, họ từ trần và tái sanh làm ngạ quỷ gần kinh thành. Rồi một hôm, tôn giả Mahamoggallana đi đến Savatthi để cất thực. Tôn giả thấy bầy ngạ quỷ trên đường, bèn hỏi chúng: Trần truồng và xấu xí hình dung, hốc hác khắp thân thể nổi gân, gầy guộc các xương sườn lộ rõ, vậy là ai đó, các tôn ông? Bầy ngạ quỷ: Tôn giả, chúng con chính quỷ nhân, thần dân khốn khổ và ma quân. Chúng con đã phạm hành vi ác, từ cõi đời đi đến cõi âm. Trưởng lão: Ngày xưa đã phạm ác hành gì? Do khẩu, ý, thân đã thực thi, vì nghiệp quả nào nên đã đọa từ đây tới cảnh giới âm ti? Bầy ngạ quỷ: Cả bọn đi quanh bến tắm sông, lang thang suốt cả nửa tuần trăng. Chúng con chẳng tạo nơi an trú bằng cách đem tài vật cúng dâng. Chúng con kinh hãi đến dòng sông, sông nước trở thành bãi trống không. Ngày nắng chúng con vào bóng mát, tàn cây lại hóa nóng bừng bừng. Cơn gió như thiêu đốt lửa hồng, thổi ào lên khắp cả toàn thân. Chúng con xứng đáng nhiều đau khổ hơn thế này, tôn giả biết chăng? Đói khát mong cầu thức uống ăn, chúng con đi cả mấy do tuần, trở về không được gì đâu cả. Cơ khổ chúng con ít phước phần, đói lạ và bất tỉnh ngã lăn, chúng con gục xuống đất khô cằn, tấm thân sống sượt nằm co quắp, đầu ngã lộn nhào xuống dưới chân. Do vậy chúng con phải ngã liền xuống nền đất lạnh khổ triền miên. Chúng con đấm ngực và đầu tóc, cơ khổ chúng con ít phước duyên. Tôn giả,
chúng con xứng lãnh phần khổ đau này nữa thật nhiều lần. Chúng con chẳng tạo nơi an trú cho chính mình bằng cách cúng dâng. Quả thật, khi từ biệt cõi này, tái sanh nhân thế kiếp sau đây, chúng con nguyện hết lòng thào phóng, tu tập giới, hành thiện sự ngay. Vị trưởng lão trình Đức Thế Tôn toàn thể sự việc này. Chuyện ngạ quỷ thành Pataliputta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Shetavana. Tương truyền, một số đông thương nhân từ Savatthi và Pataliputta đi thuyền đến Suvarnabhumi. Ở đó có một người trong bọn họ là một đệ tử tại gia, luyến ái một nữ nhân, mắc bệnh và tự trần. Mặc dù vị ấy đã làm nhiều thiện sự, vị ấy vẫn không được sanh lên thiên giới. Nhưng vì luyến ái người yêu, vị ấy tái sanh là một quỷ thần trong lâu đài giữa đại dương. Ở đó, quỷ thần vẫn giữ tình yêu đối với nữ nhân kia. Riêng phần nàng đã lên thuyền du hành đến xứ vàng ấy. Bấy giờ, vì quỷ thần muốn chiếm nàng, liền chặn đường đi của chiếc thuyền. Lúc ấy, các thương nhân suy nghĩ trong trí: này, thế nào đây? Thuyền không đi được nữa. Vì thế, họ rút thăm để quyết định số phận mỗi người. Do thần lực, chiếc thăm rớt xuống 3 lần trên không ai khác hơn nữ nhân mà quỷ thần đã mong ước. Chẳng bao lâu sau, khi nàng bị thả xuống biển, thì chiếc thuyền nhanh chóng tiến lên về hướng xứ vàng kia. Thế rồi, vị phi nhân đem nàng vào lâu đài của mình và hưởng hạnh phúc bên nàng. 1 năm sau, nàng sinh ra bất mãn và cầu xin vị quỷ thần: bao lâu em còn sống ở đây, em sẽ không thể tìm được các cảnh giới khác. Xin tôn ông đưa em về thành Pataliputta. Đáp lời khẩn cầu này, quỷ thần bảo: nàng đã thấy bao địa ngục rồi, các miền súc vật, quỷ và người, Atula với thiên thần nữa. Nàng đã nhận ra nghiệp chín muồi. Ta sẽ đưa nàng về phố cũ, bình an hành thiện sự trên đời. Nàng hoan hỷ đáp lại: chàng muốn em an lạc dạ xoa, chàng mong em lợi ích sâu xa. Em xin thực hiện lời chàng dạy, chàng đối với em chính đạo sư. Em đã thấy bao miền địa ngục, các miền súc vật, quỷ, người ta, Atula với thiên thần nữa. Em đã nhìn xem nghiệp báo mà. Em nguyện thi hành nhiều thiện sự ngay khi vừa đến chốn quê nhà. Sau đó, vị quỷ thần đem nàng ấy cùng du hành qua không gian, rồi đặt nàng xuống ngay giữa thành Pataliputta và đi về đường cũ. Lập tức, thân bằng quyến thuộc của nàng cùng nhiều người khác trông thấy nàng, họ vô cùng hân hoan và nhận xét: chúng ta nghe trước kia nàng đã bị thả xuống biển cả và chết rồi, thật phước đức quá, không ngờ nàng được trở về bình an. Vì thế họ hỏi nàng về mọi chuyện phiêu lưu mạo hiểm kia. Nàng liền kể cho họ nghe tất cả. Khi trở về, các thương nhân ấy đến Savatthi trình sự việc lên bậc đạo sư. Chuyện cát trái xoài. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Savatthi. Ở Savatthi có một gia chủ đã khánh kiệt tài sản. Khi vợ từ trần, vị ấy để con gái duy nhất lại cho một người bạn, rồi vay một số tiền mua hàng hóa lên đến 100 đồng Kahapana và đi buôn bán theo một đoàn lữ hành. Chẳng bao lâu, vị ấy trở lại kinh thành và kiếm thêm 500 đồng nữa. Sau đó, vị ấy đi về nhà nhưng liền bị bọn cướp tấn công. Các thương nhân chạy trốn đây đó, còn gia chủ này ném các đồng tiền vào bụi cây rồi ẩn mình. Tuy nhiên, bọn đạo tặc kia tìm ra vị ấy và giết đi. Do lòng tham luyến của cải, vị ấy tái sanh là một ngạ quỷ ngay tại chỗ kia. Cô con gái nhớ đến người cha quá cố, liền cúng cháo gạo trong một cái bình bằng đồng và một số trái xoài dâng Đức Thế Tôn, thỉnh cầu ngài nhận lễ vật như thể do cha nàng cúng dậy. Từ đó
ngạ quỷ kia hưởng thọ một lâu đài mỹ lệ. Về sau, đám thương nhân ấy lại du hành và dừng chân ban đêm ngay đúng chỗ kia, trông thấy vị quỷ thần liền hỏi: Hồ sen ngài có diệu kỳ thay, bến nước làm ta phải đắm say, bờ thật phẳng lì nhiều nước mát, trang hoàng qua đủ loại như vậy. Một bầy ong điểm tô đây đó, sao ngài được cảnh mỹ hồ này? Đây ngài lại có một vườn xoài tuyệt mỹ và sinh quả mọi thời, vườn được trang hoàng qua nở rộ, bầy ong điểm xuyến khắp nơi nơi, làm sao ngài được lâu đài ấy? Xin nói cho ta biết hỡi ngài. Quỷ thần: Con gái ta làm lễ cúng dâng, cháo hoa xoài chín nước trong ngần, chính vì việc ấy nên ta được hưởng bóng cây êm mát tuyệt trần. Sau đó vị quỷ thần đưa cho họ 500 đồng tiền Kahapana ấy và bảo: Hãy lấy một nửa số tiền đây, và sau khi giải thích phần tiền kiếm được này của tôi, hãy giao nó cho con gái tôi rồi dặn: Hãy sống cho đầy đủ sung sướng. Đúng thời, đám thương nhân trở lại Savatthi kể chuyện này với cô gái ấy, rồi đặt vào tay nàng đầy đủ số tiền mà cha nàng đã cho nàng. Nàng bèn đưa số tiền ấy giao cha nuôi, nhưng ông trả lại hết cho nàng và bảo: Số tiền này không thuộc về ai cả trừ con. Rồi ông cưới nàng về làm vợ người con trai trưởng của ông. Theo thời gian, nàng sinh được một trai, và nàng thường hát ru con với bài ca này: Nhìn phước báo ngay ở cõi trần, do dân lệ vật tự điều thân, xưa ta tỳ nữ nhà danh giá, nay được làm dâu nữ chủ nhân. Rồi một hôm, bậc đạo sư nhận xét nàng đã thuần thục trong tri thức, liền phóng một hình ảnh đầy đủ hào quang ngay trước mặt nàng và xuất hiện toàn thân. Vào dịp này, ngài ngâm dần kệ: Các bậc chánh chân thường nhiếp phục, những điều bất lạc bằng hân hoan, những điều thù oán bằng từ ái, nhiếp phục khổ đau với lạc an, chuyện trục xe và cây gỗ. Trong khi bậc đạo sư đang trú tại Savatthi, một đệ tử tại gia chất đầy hàng hóa lên xe và đi Videha để buôn bán. Khi đã đặt hàng xuống đó, vị ấy chất đầy đoàn xe số hàng hóa mới đem về và lên đường trở lại Savatthi. Trong khi đang đi giữa rừng, cái trục của một chiếc xe bị gãy. Bây giờ có một người đang muốn tìm cây gỗ, liền đem rìu lớn rìu nhỏ đi ra khỏi làng. Khi đang đi quanh trong rừng, kẻ ấy đến nơi kia và thấy vị đệ tử tại gia đang buồn khổ vì trục xe bị gãy. Y thấy thương xót người này, liền đi đẳng cây xuống, và sau khi làm xong một trục xe dựng chắc, y ráp cái trục vào xe ấy mà không lấy từ kẻ kia tiền phí tổn gì cả. Nhưng về sau, y từ trần và tái sanh ngay chỗ này trong khu rừng làm một địa thần. Khi suy xét hạnh nghiệp của mình, vị địa thần đến nhà người đệ tử tại gia ấy vào ban đêm, đứng ngay cửa lớn và ngâm kệ này: Vật gì mà kẻ ấy đem cho không chỉ trở thành như vật xưa, vậy hãy cứ phân chia tặng vật, nhờ đem cho kẻ ấy đi qua cả hai thế giới, và do đó kẻ ấy đi lên hãy tiến tu. Khi trở lại Savatthi, vị thương nhân trình chuyện này lên bậc đạo sư. Chuyện thu gom tài sản. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại Trúc Lâm, bốn nữ nhân tại Dương Xá dùng nhiều phương tiện gian dối buôn bán sữa lạc, mật ong, dầu mè, ngũ cốc và nhiều thực phẩm khác. Suốt đời họ chỉ lo thu góp của cải một cách ngu si, và vì vậy sau khi chết, họ tái sanh làm bầy nữ ngạ quỷ trong ống cống ngoài thành. Ban đêm bị ngạ quỷ chịu mọi thống khổ ngập tràn, thường đi quanh quẩn, vừa thét lên những tiếng khủng khiếp gian dậy, vừa than khóc: Ta đã góp thu lắm bạc vàng,
công bằng cùng với chẳng công bằng. Khi người khác hưởng bao tài vật, phận chúng ta nay thật thảm thương. Khi dân chúng nghe chuyện này, họ vô cùng kinh hoảng, và sáng hôm sau liền đem nhiều lễ vật cúng dường đến hầu cận Đức Thế Tôn, rồi trình lên Ngài những tiếng hét kia. Ngài lại ngâm dần kệ của bầy ngạ quỷ và kể chuyện chúng đã sống đời trước ra sao, chuyện các nam tử của nhà Triệu Phú. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Setavana ở Savatthi. Thời ấy, một hôm đại vương Basedani của nước Kosala phục sức lộng lẫy, ngự trên bình voi với vẻ oai nghi đầy quyền lực. Nhà vua thấy trên thượng lầu của một nhà kia có một nữ nhân đang nhìn xuống, trông diễm lệ như một thiên nữ. Lòng nhà vua đâm ra mê mẩn, vị trí nhà vua vốn buông lung khó kiềm chế được. Vì thế, nhà vua ra hiệu cho một người ngồi kế sau mình, và mọi việc được thực hiện giống như trong chuyện ngạ quỷ Ambasakara. Nhưng có điểm khác biệt này: ở đây, người đàn ông ấy thực ra đã đến nơi trước khi hoàng hôn, nhưng cổng thành đã đóng. Vì thế, y buộc vào cột trụ của cổng thành gói đất đỏ và bó sen xanh mà y đã mang về và đi vào kỳ viên. Bây giờ, trong lúc đang an giấc giữa canh khuya, nhà vua nghe bốn dần này: Sa, Đa, Du và Sô được thét vang một cách đau đớn. Tương truyền đây là bốn dần đầu của bốn câu kệ do bốn con trai một vị triệu phú thành Xá Vệ thốt ra. Vào thời Hoa Niên, họ đã tham đắm dục lạc và đi với vợ nhiều người khác, tạo nên điều thất đức. Khi từ trần, họ tái sanh vào địa ngục chảo sắc gần kinh thành ấy. Nhà vua vô cùng kinh hãi, và rạng ngày hôm sau liền kể cho vị tế sư nghe sự việc đã xảy ra. Vị ấy đang mong kiếm một số lợi nhuận, bèn thưa: Tâu đại vương, than ôi, một đại họa xảy ra, xin đại vương cử hành tế lễ đầy đủ bốn phần. Nhà vua truyền lệnh thi hành việc này. Khi hoàng hậu Balika nghe chuyện, liền thưa với nhà vua: Tâu đại vương, tại sao vì nghe lời của một bà la môn, đại vương lại muốn làm một việc gây tổn thương và sát hại nhiều sinh vật như vậy? Nay đại vương nên tham kiến Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh vô song, và khi ngài giải thích ra sao thì đại vương phải làm theo như vậy. Sau đó, vị đại vương đến tham kiến bậc đạo sư và trình ngài sự việc trên. Đức Thế Tôn bảo: Thưa đại vương, đại vương sẽ không gặp nguy hiểm nào vì việc ấy cả. Rồi ngài kể chuyện ngay từ đầu về tiếng thét của những người tái sanh vào địa ngục Lohakumbhi, nghĩa là chảo sắt. Sau đó, ngài đọc cho nhà vua nghe đầy đủ các dần kệ mà chúng đã bắt đầu thốt ra. Dưới người trong ngục bị hành thân suốt cả thời gian 6 vạn năm, việc ấy khi nào thì chấm dứt? Sẽ không chấm dứt, chẳng sao cùng. Bao giờ chấm dứt? Không nhìn thấy. Quả bạn và ta phạm lỗi lầm, chúng ta đang phải sống đau thương vì chúng ta không biết cúng dường. Những vật cần cho khi có sẵn, ta không tạo chỗ trú an toàn. Quả thật khi từ biệt chúng đây, được làm người ở cõi đời này, ta nguyện hào phóng chuyên trì giới, ta quyết làm nhiều thiện sự ngay. Khi bậc đạo sư ngâm các dần kệ xong, ngài thuyết pháp đầy đủ chi tiết. Lúc kết thúc bài giảng, người đàn ông đã đi tìm đất đỏ và hoa sen ấy được an trú vào sơ quả dự lương. Còn nhà vua lòng đầy xúc động, liền bỏ tham đắm vợ người khác và hài lòng với vợ của mình. Chuyện 6 vạn cái búa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. Ngày xưa trong thành Ba La Nại có một người què giỏi nghề ném đá. Chuyện này là chuyện tiền thân Salitaka số 107, phần 9 được kể qua các dần kệ.
Thế rồi, một hôm tôn giả Maha Moggallana đang đi xuống từ núi Linh Thứ, tôn giả nhìn thấy ngạ quỷ này và hỏi: Tại sao ngươi cứ chạy xoay dần như chú nai đi lạc phát cuồng? Chắc chắn ngày xưa gây ác nghiệp, ngươi nghĩ thế nào việc ấy chăng? Ngạ quỷ đáp: Tôn giả, con là ngạ quỷ nhân, thần dân khốn khổ và ma quân. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đói ẩn thân. 60.000 chiếc búa vừa tròn bổ xuống đầu con, chẻ sọ con. Trưởng lão hỏi tiếp: Ngày xưa đã phạm ác hành gì do khẩu, ý, thân đã thực thi? Vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo từ đời này đến cõi âm ti? 60.000 chiếc búa liên hồi bổ xuống đầu ngươi, chẻ sọ ngươi. Ngạ quỷ: Ngày xưa con thấy Sunetta hoàn thiện các căn một Phật gia, vừa đến gốc cây ngồi tĩnh tọa, an nhiên thiền định chẳng âu lo. Con ném ngài bằng cục đá vôi, làm tan vỡ cả chiếc đầu ngài. Vì hành vi ấy ngày xưa phạm, con phải chịu đau khổ thật dài. 60.000 chiếc búa vừa tròn bổ xuống đầu con, chẻ sọ con. Khi nghe vậy, vị trưởng lão giải thích: Vì chánh pháp này hỡi ác nhân, 60.000 chiếc búa xoay dần, giờ đây đánh xuống đầu ngươi mãi, chẻ nát đầu ngươi 60.000 lần. Hết tập 2.